Cái người chết người ta hay tổ chức niệm giáng sanh, nhưng mà thật sự á, thì do cái sự hành đạo của cái người còn sống đi đến cái chỗ không còn dính mắc ở cõi trần tục này thì cái linh hồn mới được giáng sanh. Còn nếu người ta hành đạo không đạt đến chỗ cứu cánh thì cái người sống cũng không làm sao niệm cho người khác giáng sanh được. Và điều này ngày xưa Đức Phật cũng không có làm. Lại cái câu hỏi đồng đạo hỏi tại sao Đức Thầy trị giấy vàng nước lã không trị bằng thuốc. Xin thưa rằng giấy vàng nước lã là để gây cái niềm tin cho cái người bệnh vậy thôi, chứ cái trị bệnh là quyền diệu của Phật, phép màu của Phật, chứ nó cũng không phải là giấy vàng nước lã. Nó là phương tiện để trợ duyên, làm cái đức tin cho người bệnh tin tưởng để mà được hết bệnh. Xin chú giảng lại từ đầu những câu hỏi nãy đó để người ta dễ hiểu hơn chút xíu đó. Mình nãy nói chú hình như trong người nó còn hơi có buồn ngủ đó, đang nghe không rõ hồn ha. Giờ xin giảng lại từ đầu lại đi. Thì quý vị có hỏi thì hỏi những cái câu hỏi trong Phật pháp thôi nghe quý vị. Những câu hỏi ngoài Phật pháp thì quý vị đừng có hỏi nghe. Rồi giờ xin ông Năm giảng dùm câu hỏi thứ nhất. Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là gì? Xin ông Nam giảng dùm. Nên kính thưa quý vị, vừa qua có đồng đạo hỏi vọng tưởng là gì. Cái chữ vọng có nghĩa là không thật, còn chữ tưởng tức là suy nghĩ và tưởng tượng. Mình suy nghĩ tưởng tượng những chuyện không thật, chuyện qua rồi, chuyện sắp tới, chuyện hiện tại, dùng cái đầu suy nghĩ, lo lắng, tính toán mọi việc đều là không thật cả. Cho nên cái người sống với cái thật, tức là cái chân lý, vĩnh hằng, tự tánh sáng suốt, trí huệ thông minh, lặng trang sáng rỡ, đó là thật. Còn suy nghĩ tưởng tượng đều là không thật cả. Rồi xin hỏi kế tiếp. Cái phần người chết á thì thường hay có ban hộ niệm, mà niệm như vậy đó có được vãng sanh hay không, hay là người còn sống cầu niệm Phật vãng sanh, hoặc là người giờ sống niệm Phật vãng sanh còn nương theo cái tâm thanh tịnh, hay là như thế nào đó ông Năm giải dùm cho anh ta biết rõ chỗ này. Kính thưa quý vị, phần đông thì cái người chết người ta hay tổ chức niệm giáng sanh, nhưng mà thật sự á, thì do cái sự hành đạo của cái người còn sống đi đến cái chỗ không còn dính mắc ở cõi trần tục này thì cái linh hồn mới được giáng sanh. Còn nếu người ta hành đạo không đạt đến chỗ cứu cánh thì cái người sống cũng không làm sao niệm cho người khác vãng sanh được. Và điều này ngày xưa Đức Phật cũng không có làm, thì bây giờ Đức Thầy cũng không có làm. Vì vậy mà cái việc vãng sanh thì đó là không lấy gì làm chắc cả. Yeah, câu hỏi kế tiếp, đồng đạo hỏi nhà ông Năm giảng dùm. Người tu thiền phải có người thầy hướng dẫn. Xin ông Năm cho biết có phải thật vậy không? Người thầy hướng dẫn mình. Kính thưa quý vị, phần đông ngày xưa thì tu thiền hay dễ bị lạc vào ngũ ám ma, hay hoặc lạc vào liệt tận định. Do đó mà có người hướng dẫn cũng như gác thiền đó, để người ta kiểm soát, nhắc nhở cho người tu thiền khỏi bị lạc, cũng như cái người trở lại cái tự tánh. Từ lâu mình ở trong vô minh, chưa từng hướng dẫn cho trở lại tự tánh. Bây giờ tự mình nhận ra thì nó rất khó. Nếu có người hướng dẫn, thiện trí thức chỉ dẫn, thì mình mới có thể dễ biết bước vào con đường đại định.
để trở về tự tánh thanh tịnh vắng lặng. Vậy có cô đồng đạo này ở từ xa hỏi ông Nam, nghe ông Nam nói pháp thì nghe rất hay, mà trong khi ông Nam nói pháp đó là với cái bằng cái thanh tịnh tự tánh hay là có cái suy nghĩ gì không ông Nam? Nhờ ông Nam giảng giùm. Kính thưa quý vị, đồng đạo vừa hỏi cái lý mà mình nói pháp do cái suy nghĩ nói ra hay là do cái thanh tịnh tự tánh. Vì vậy hôm nay tôi xin trình bày tất cả những lời nói mà do suy nghĩ nói ra thì đều là vọng tưởng, không phải là chánh pháp. Chừng nào mình nói được những cái tâm lặng lẽ sáng biết, tự nó ứng dụng ra thì lời nói đó mới là chánh pháp, lời nói đó mới là chân lý được. Và câu hỏi kế tiếp, người được về cực lạc có thể quay lại luân hồi không ông Năm? Năm giảng dùm cho đồng đạo này hiểu. Kính thưa quý vị, nếu nói theo lời quyền ký của Đức Như Lai thì cái cõi cực lạc tạm thời để mà học đạo chứ chưa hoàn toàn ra khỏi luân hồi. Nó là một thế giới có thể sống 10.000 năm giống như cõi trời sắc giới vậy, là bởi vì cái cõi đó còn sanh, mình đáng sanh về cực lạc. Mà về cực lạc thì có tướng thân bằng hoa sen, vì vậy mà có tướng thì còn sanh diệt, còn sanh thì còn sanh diệt. Vì thế mà về đó học đạo cho hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh, chứ không phải về đó mà hoàn toàn lắc đạo. Nói về cái còn người này còn nghi về cái biết nè, cái đồng đạo này hỏi á, nhà ông Năm dẫn dùm nói về cái biết, sao mà cái biết trong cái tánh Phật mà còn mình chấp vào cái biết nữa, mà nói với hai cái mặt trăng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, so sánh với chân tâm mình đó. Nhà ông Năm cho biết dùm cái chỗ đó đi. Xin thưa, nói về cái đạo lý thì nó có một cái tuyệt vời là cái lặng lẽ thanh tịnh sát biết của tự tánh chưa khởi lên niệm, chưa khởi lên lời thì nó mới là mặt trăng thứ nhất đó. Còn mặt trăng thứ hai, từ cái biết này nó ứng dụng ra thành lời nói, ứng dụng ra thành cái biết, ứng dụng ra tất cả cái dụng cho mình làm hàng ngày thì cũng từ cái biết này ra, nhưng mà nó là dụng của tự tánh, đó là mặt trăng thứ hai. Còn mình trở về lặng trang sáng rỡ, lúc đó nó chưa nói gì hết, nó chưa có sanh diệt gì hết, nó chưa có niệm tưởng gì hết, lặng trang sáng rỡ chiếu soi, đó là cái mặt trăng thứ nhất. Kính thưa quý vị, trong kinh Lăng Nghiêm đại ý là như vậy. Câu hỏi kế tiếp, xin thưa ông Nam giải dùm, trong kinh Duyên Giác Phật dạy biết là quyển, tức lìa quyển, như là giác không phương tiện cũng chẳng thứ lớp, pháp này có phải cùng với pháp kiến tánh hay không? Nhờ ông Nam giải dùm cho đồng đạo hiểu. Kính thưa quý vị, cái pháp kiến tánh của Đức Thích Ca và cái pháp ở trong kinh Duyên Giác, mặc dù văn tự nó có khác nhưng mà cái lý giải thoát thì cũng như nhau. Trước hết là ly thân quyển, tức là thân giả này không có chấp nữa, mình không vướng mắc nó nữa. Thứ hai là ly cảnh quyển, tức là những cái cảnh bên ngoài, đối tượng của xác thân, đối tượng của con người đều là giả chứ không thật nữa. Ly thân quyển, ly cảnh quyển, rồi ly tâm quyển. Cái cảnh đã giả rồi, cái tâm vui buồn thương ghét, cái tâm hiểu biết, học hỏi để biết, suy nghĩ để biết, ghi nhớ để biết, tìm hiểu để biết, cái tâm đó nó cũng là vọng thức,
cho nên phải ly luôn, ly thân quyển, ly tâm quyển, rồi ly cảnh quyển, ly thân quyển, ly cảnh quyển, ly tâm quyển, lên một tầng nữa là ly, cái ly quyển đó cũng ly luôn. Thì chừng đó có cái biết thường hằng bất sanh bất diệt là tự tánh, cái đó thì không thể ly được, bởi vì nó là mình. Cũng như dọn dẹp hết rồi, quét nhà sạch rồi, thì phải dẹp luôn cây chổi. Chừng đó cái nhà được trống trơn, chứ không phải là không có cái nhà. Kính thưa quý vị, đề tài này đến đây cũng kết thúc. Xin thưa ông Nam, đồng đạo hỏi, xin thưa ông Nam, khi đang ngồi thiền á, cảnh tượng hiện đến, thấy rõ ràng, mà sao con còn có cái suy nghĩ, nhận thấy đó cảnh, hoàn cảnh khác nhau khi lúc cái tâm thanh tịnh, nó khác nhau như thế nào ông Nam, nhờ ông Nam dạy dùm. Kính thưa quý vị, khi ngồi thiền, chúng ta có thấy hiện cảnh, mà cảnh này với cảnh kia nó khác như nào, thì nó đều là ngũ ấm ma nó hiện, chứ không phải thật. Dù là cảnh Phật ra cũng không thật, dù là cảnh trời, cảnh mây, cảnh gì cũng là không thật. Vì ép cái vọng tưởng, ép cái sắc thân, cho nên nó hiện vậy, gọi là ngũ ấm ma. Nếu mà chạy theo nó sẽ bị lạc vào tẩu quả nhập ma. Có người làm như vậy, sanh ra khùng liên, sanh ra mê muội suốt đời. Về bốn câu của Đức Thầy dạy nè, mà đồng đạo này không hiểu bốn câu này. Năm năm lục mạc cơ hàng thử, non lịch đài mây dạng tu mi, bảy niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sang thử định chi. Mong ông Nam giải dùm bốn câu này. Qua bốn câu này trong cái bài thi của Đức Thầy. Năm năm lục ngoạc cơ hàng thử, tức là năm năm sáu tháng phải chịu lạnh, chịu đói. Chữ thử là gạo lúa, chữ hàng là lạnh lẽo. Rồi non lịch đài mây rạng tu mi, để đến cái ngày giờ mà cái cảnh núi non dở ra thành liền đền vàng liệt ngọc, nó đẹp phi thường. Rồi bảy niên hòa địa nhân hiền thủ, rồi tới bảy năm đất nước được hòa bình, đất nước được bình an, những người chân chánh, những người lương thiện ra giữ gìn đất nước để bảo vệ quê hương tổ quốc. Rồi núi ngự hoàng sang tự đỉnh chi, tức là cái núi mà đó là cái chỗ của vua, của Phật, cho nên là cái đương nhiên là trời đất đã định vậy, luật tuần hoàn đã định vậy, không có thay đổi khác hơn được. Kính thưa quý vị, đề tài này đến đây kết thúc. Quý vị này, đồng đạo này hỏi, kính thưa ông Nam, tại sao Đức Thầy trị bệnh bằng giấy vàng, nước lã, sao không trị bằng thuốc? Đồng đạo này không hiểu ý nghĩa sao? Như câu đó mới trả lời rồi. Không, mà nãy đồng đạo chưa hiểu vì chú hơi buồn ngủ đó. Dạ, chú cho nói lại. Bây giờ để trả lời cái câu hỏi đồng đạo hỏi tại sao Đức Thầy trị giấy vàng nước lã không trị bằng thuốc. Xin thưa rằng giấy vàng nước lã là để gây cái niềm tin cho cái người bệnh vậy thôi, chứ cái trị bệnh là quyền diệu của Phật, phép màu của Phật, chứ nó cũng không phải là giấy vàng nước lã. Nó là phương tiện để trợ duyên, làm cái đức tin cho người bệnh tin tưởng để mà được hết bệnh. Chứ Thầy trị bằng cái phép màu, bằng quyền diệu, tiên gia, chứ không phải giấy vàng nước lã. Có vị đồng đạo này hỏi về cái pháp môn niệm Phật. Niệm con niệm bốn chữ, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, vậy có được không ông Nam, nhờ ông Nam giảng dùm. Kính thưa quý vị, phần nhiều ảnh hưởng cái niệm bốn chữ là xuất phát từ ông Huệ Thượng Tịnh Không, cũng như Diệu Âm hay chủ trương là niệm bốn chữ. Nhưng mà tôi nghiên cứu suốt cái lời Đức Thầy từ sám giảng, thi văn giáo lý, không có chỗ nào Thầy biểu niệm bốn chữ cả. Là gì? Sáu chữ Di Đà là để che đậy sáu căn,
nhờ niệm sáu chữ mà sáu căn không duyên theo sáu trần thì tâm mới trở lại thanh tịnh, còn niệm bốn chữ thì lại có bốn căn, còn hai căn nữa là làm sao ngự trị được. Vì vậy mà đúng đó là phải niệm sáu chữ là lục tự di đà. Đồng đạo hỏi: ông Nam giảng dùm, lúc trước làm nghề sát sanh, bây giờ ăn chay trường phóng sanh lại, thỉnh thoảng còn ăn thịt cá, mà con thấy như vậy con phiên gia đình mà không được, vậy có bị rơi vào lực nhân quả không ông Nam? Ông Nam giảng dùm cho biết. Kính thưa quý vị, trước kia mình sát sanh, bây giờ mình cũng bớt chứ cũng còn sát sanh, thì cũng còn ở trong nhân quả chứ không thoát ra được. Dù mình có tu như thế nào thì cũng phải trả lại cái nghiệp báo của mình. Thưa quý vị, cái câu hỏi mà quý vị hỏi, đồng đạo hỏi ăn về ngũ tân đó ha, thì hỏi ông Nam ổng có giảng rồi, thì quý vị xem trên cái clip của Ngô Cường á thì có giải trong đó rõ ràng. Thôi xin bỏ qua câu hỏi này ha. Câu hỏi kế tiếp, hỏi ông Nam về câu hỏi kế tiếp. Nguyễn Thị Mao, Chợ Mới, An Giang, có nghe ông Nam giảng tự tánh, con nghe được mà chưa hiểu rõ, hôm nay nhờ ông Nam giảng lại dùm cho con nghe rõ về tự tánh, lý tánh đó, ông Nam giảng đó. Kính thưa quý vị, cái danh từ tự tánh để cho nó sáng tỏ vấn đề là cái sẵn có của mình. Nếu mình kiếm ở đâu đem về thì của người khác, còn tạo ra nó thì giả tạm chứ không thật. Còn cái sẵn có của mình từ nào tới giờ bất sanh bất diệt thường hằng thì nó mới gọi là tự tánh, nghĩa là cái lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết từ ngàn xưa đến ngàn sau. Nói vẫn như vậy, hồi Đức Di Đà ở bên nước Cực Lạc cũng như vậy, Di Đà lâm phàm độ chúng sanh cũng như vậy, sau này Di Đà nhập Niết Bàn thì tự tánh vẫn là tự tánh bất sinh bất diệt chứ không có thay đổi khác. Còn có đồng đạo này ở Châu Thành, An Giang, khi con còn ăn thịt, con ngủ chim bao thấy cọp rượt con, đến lúc ăn chay rồi là không còn thấy nữa, vậy điềm chim bao đó tốt hay là như thế nào? Ông Năm giảng cho đồng đạo này hiểu. Kính thưa quý vị, khi mình còn ăn thịt, chim bao thấy cọp, tức là cái điềm không tốt, vì mình còn sát sanh nên còn bị nghiệp báo. Cũng như bây giờ tôi giết người thì người ta giết lại tôi, cho nên phải thấy cọp để biết rằng cái đó nó có thể ăn thịt lại mình. Còn mình ăn chay niệm Phật không tạo nghiệp sát sanh, không khởi ác tính, cho nên vì vậy mà cái đó nó không có thấy cũng như không hiện tượng lại nữa. Mình ăn thịt quá giờ cọp được mình ăn thịt lại. Mà có người ta hỏi như thế này: thay vì cái cảnh thế gian này á là mình thấy có, sự thật là có, mà sao trở lại nói là không, là như thế nào đó, người ta chưa hiểu được, nhờ ông Nam giảng dùm cho người ta hiểu biết về chỗ này. Như là xe hơi, nhà lầu gì đó, vàng bạc gì đều có hết, mà sao trở lại là không, mà là không có, người ta không hiểu là như thế nào vậy đó. Kính thưa quý vị, cái cảnh thế gian thì nhìn thực tế thì cái gì cũng có hết, xe hơi, nhà lầu, nhà cửa, mọi người đều là có hết. Nhưng mà cái hiện của tướng đó là giả tướng chứ nó không phải thật. Vì vậy mà đem rã nó ra thì nó trở thành không. Cũng như cái chiếc xe đó, nó rã nó ra, mỗi mỗi có tên riêng của nó, căm bánh gọng rồi thành xe, nhưng mà kết hợp lại tạm gọi là xe. Rã ra rồi thì mỗi mỗi tên riêng của nó, chứ nó không phải là thật có. Con người mình cũng vậy, nếu rã ra rồi thì cũng không có con người.
tạm gáp lại, tạm đặt cái tên là con người. Vì vậy con người đó cũng không thật có, do nhân duyên mà sanh, do nhân duyên mà diệt, vậy thôi. Bởi vậy mà nhiều cái đồng đạo mình còn hỏi thêm cái chỗ này, như suốt đời á, người ta gây cơ nghiệp đồ là để lại vật chất cho con ha. Nhưng mà người ta nói quần trả lại á, có người đồng đạo hỏi nói ông suốt đời ông mằng như vậy thì rốt cuộc rồi cũng trở lại không. Mà người ta không có thể nói cho đồng đạo này hiểu nhà ông Năm giải dùm là như thế nào. Thì điều đó nó chứng minh sự thật. Ví dụ như dù suốt đời mình có gây dựng cái sự nghiệp gì to tát đến đâu đi nữa, cũng ảnh hưởng cái xác thân này. Mà cái xác này bỏ rồi thì mấy cái đó đều là bỏ hết, không có dính dáng vào đâu. Cũng như hồi sống thì mình tạo đủ thứ, nhưng mà nhắm mắt rồi thì cũng buông hết tất cả. Cha mẹ sanh ra thì có xác thân và linh hồn, khi chết rồi bỏ luôn xác thân, chỉ còn cái linh hồn ra đi mà thôi, không có đem theo được một cái gì tất cả. Nhắm mắt thì cũng nắm hai tay không đâu nằm. Như cái này nè, có đồng đạo còn nghi ngờ, hoài nghi chỗ này. Người á thì nói cái linh hồn, mà Đức Phật thì nói cái tánh Phật là cái biết đó ha, là như là chú thiết đó, là hai cái nó như thế nào vậy đó, nhờ chú giảng dùm, ta còn phân vân vô chỗ này nè. Kính thưa quý vị, hai cái mà linh hồn với cái tánh giác ngộ là cái biết thì nó cũng là một cái, nhưng mà tùy theo cái sự giáo đạo của một vị giáo chủ, cho nên cái sự lập giáo và truyền giáo cho nên nó có khác. Tương đối với thể xác mà Đức Khổng Tử với Lão Tử cho là linh hồn đó, tương đối với cái không biết là xác thân, Đức Phật mới cho là Phật tánh là cái biết. Nó giống với nhau về cái tâm thì ai cũng vậy, nhưng mà danh từ thì nó có khác, vậy thôi. Chứ nó cũng là một cái đó, chứ không có cái thứ hai. Không muốn miếng đi, còn đồng đạo còn hỏi. Ông cũng khỏe ha. Rồi. Ông thêm miếng nữa đi ông. Được rồi, ông khỏe, ông khỏe. Được, vừa rồi, hồi không uống nữa. Vậy mà có đồng đạo hỏi như thế này, nhà ông chỉ dạy giùm cho đồng đạo này hiểu chỗ này coi. Như là đồng đạo này hỏi là cái về cái Đức Phật nói cái tâm thanh tịnh rồi mới ông kiếp được, biết được là ba kiếp. Kiếp trước của mình ha, và kiếp hiện tiền này nè, với kiếp vị lai. Mà đồng đạo không hiểu là ý nghĩa như thế nào, mà đồng đạo đi hỏi nhiều những cái vị tu hành, trả lời người ta không hài lòng đó. Bây giờ người ta nghe trên mạng chú nói về tự tánh đó, ta hỏi nhờ hỏi dùm cái đó đó. Kính thưa quý vị, vấn đề đó thì tôi kể lại là một sự thật, và cũng như do ơn trên cho tôi biết cho nên tôi mới được biết, mà tôi kể lại với quý vị thôi. Một kiếp á, tôi là ở bên Trung Quốc, là vua Tấn Chân Tôn. Sau khi nghĩa là cái bà mẹ mới bị hàm quan ở trong cái lò rạch đó. Rồi tôi thì được cái bà được thân tiên đem về nuôi, sau mới đưa lên làm vua. Khi làm vua đó, thì lúc đó đó thì bao công mới tra án quách què, nó mới xử lý ra, mới khai ra được cái vụ án, thì chừng đó đó mới phục hồi lại, mới đưa bà mẹ mới trở về. Đó, chừng đó thì bà mẹ mới đào ở dưới đất á, giấu chôn tự bao giờ. Bây giờ đào lên thì có một cái rổ ngọc ngà kim cương mới trao lại cho tôi. Đây là vật quý gia truyền của các vua đời Tống. Giờ con làm vua thì con giữ cái này để lưu truyền lại đời sau. Thì lúc đó tôi bưng cái rổ đó lên thì tôi mở mắt ra là cảnh đó nó tan biến. Rồi tới lần thứ hai tôi mới sanh lại là người nữ.
tức là quyền thân công chúa, mới cống hồ cho bên Chiêm Thành chế vòng Nga, đổi 6 tỉnh. Thì không bao lâu chế vòng Nga mới bị té ngựa, chết. Vì vậy mà cái nước Chiêm Thành kêu bằng sống đồng tịch đồng hoàng, phát đồng quách đồng quang, tức là chồng chết thì vợ phải chôn theo. Do đó mà tôi bị đưa lên giàn quả thiêu đặng chôn theo. Nhờ tôi có mặt báo về cho vua nhà Nguyễn hay, thì Nguyên Sái Khắc Chung á mới đem quân qua đánh, dẹp những cái người chung quanh đó, cái giàn quả đó, mới cướp Tù Sa, cướp giàn quả mới đem tôi về nước. Rồi chừng đó cũng là một cái danh dự, mọi người đều thấy quan hô công chúa rồi thì cũng tốt đẹp lắm. Rồi đến cái kiếp thứ ba, mới đầu thai lại làm Phan Văn Tiên, tức là lấy họ Nguyễn của nhà vua đó, cái Nguyễn Văn Tiên đó, tổng trấn mà Nam Kỳ, mới đi đánh giặc Chiêm Thành. Cái kiếp đó, đó mới tử trận, bị rơi đầu. Vì vậy mà mới đưa về, mới lập cái đền thờ ở bên Cao Lãnh, ở Tòng Sơn bây giờ đó. Thì đó là tiền kiếp của tôi nhiều đời, cách đây hơn 400 năm. Tức là Phan Văn Tiên, tôi bây giờ là Phan Hữu Lực. Nhớ lại cái điều này, tôi cảm thấy rằng vì cái tình cảm gia đình, thương con, thương cháu, thương thân nhân quyến thuộc, mà phải đầu thai lên, đầu thai xuống hoài, không thoát ra được. Như vậy là cũng hơn 10 kiếp. Cho nên bây giờ tôi ý thức được rồi, thì kiếp này tôi quyết tu giải thoát cho mình và cho tất cả chúng sanh, chứ không bao giờ lưu lại ở cõi trần này quyến luyến tình cảm mà luân hồi như vậy nữa. Đại ý của tôi là như vậy. Vậy còn câu này nữa hết ha. Như có vị này nói là ta coi trong bộ phim Tây Du Ký, phim Đại Thiên đó, của Ngô Thừa Ân viết đó, mà nó nói sao cục đá mà lại sanh ra bà Thạch Cơ vậy đó. Mà nói như vậy có không ông Năm, cục đá mà tu thành người đó? Dạ ông Năm cho biết giờ không cho đó. Thì bây giờ cái câu chuyện đó nó từ ở trong truyện, mà hồi xưa đó những người viết truyện đó là những người ở Việt Nam có trình độ tu học cao về vấn đề đạo Khổng Tử và tiên đạo, từ từ mới lên tới Ngô Thừa Ân là cái người thiền định tu về Phật đạo đó. Câu chuyện tiên trong Phong Thần thì bà Thạch Cơ là một cục đá, nhưng mà tu 500 năm mới được thành tiên, đó là một chuyện. Rồi thêm nữa Huỳnh Thạch Công, nó cũng cục đá vàng, tu 500 năm được đắc quả với viết ra cái quyển Binh Thơ, rồi giúp cho ông Trương Lương dựng nên cơ nghiệp nhà Hán. Rồi tới Ngô Thừa Ân thì nói ông Tề Thiên là con khỉ, cũng từ cái trứng đá mà sanh, thọ khí âm dương đó, rồi mới tu, sau mới đắc hành chánh quả, tức là đi đưa Tam Tạng đi thỉnh kinh và được thành Đấu Chiến Thắng Phật. Đó là chuyện kinh sách còn để lại. Nhưng mà dù sự thật có hay không thì một vấn đề, mà chân lý thì là chân lý thôi. Vạn vật đều được tiến hóa hết, côn trùng thảo mộc, cây đá ngói gạch, cho đến loài người, ai cũng tu tiến thành Phật cả, chứ không riêng gì con người hay không riêng gì vật nào cả. Cho nên Đức Thầy có xác định vấn đề này ha, thú vật cũng tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt không trần. Tới con thú tu cũng thành Phật, không lẽ mình là người tu không thành hay sao? Chỉ cái mình không tu thì không thành, còn chịu tu thì chắc chắn phải thành. Kiếp này chưa đắc, kiếp sau cũng đắc. Năm nay không đắc thì năm tới cũng đắc, chắc chắn là như vậy. Câu này hỏi, khi giảng sanh về Tây Phương á, khi chết rồi bị sao đọa địa ngục mới giảng sanh hay là giảng sanh trực tiếp luôn? Nói chỗ này cho nó. Đó, cái trường hợp mà giảng sanh thì xin thưa rằng nó có nhiều nghĩa.
cái người mà tu được giảng sanh khi nhắm mắt rồi là đi liền. Còn cái người mà có tội mới xa địa ngục để điều tra. Cái người mà có nghiệp ân ái thì ở lại cõi trần này chờ luân hồi. Còn người giáng sanh từ cõi trời, cõi thần, cõi thiên đều được đi liền, không có phải bị thời gian bao lâu cả. Vậy là kết thúc phải không Nam? Rồi, câu chuyện đến đây kết thúc. Vị đồng đạo, thì hôm nay ông Nam nói bao nhiêu đó thì cũng được rồi, quý vị đồng đạo còn nhiều ngày nữa. Chúa Diệu Đạo cũng thông cảm cho toàn thể những cái câu hỏi nào mà nó có dính dấp gì đó ha. Chúa Diệu Quang Hỷ cho nghe. Xin kính chào toàn thể quý vị đồng đạo.